Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây một phôi bụm sậm trà Phúc Kiến nha. Cây này có hoành là 7 nha, cao 15. Cái tán bay của nó là 15 luôn nha. Đây là bầu sữa dừa nha anh chị cô chú. Phôi bầu sữa dừa nha. Cây nhỏ nhưng rất già khẳng cây nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn. Cây này đang cho trái luôn mà.